Chào tất cả anh em, chào mừng mọi người đến với video của mình. Cái video đầu tiên của năm 2020. Mình xin chúc các anh em một năm sức khỏe và gặp nhiều điều may mắn. Bận quá thì bây giờ mới có thể quay trở lại được. Thì trong video đầu tiên của năm mới này thì mình sẽ giới thiệu anh em top 10 chai nước hoa giá rẻ nhưng có chất lượng rất là cao. Như mọi người đã biết thì mình luôn luôn có một cái xu hướng là mình thích tìm những chai nước hoa giá mềm mại nhưng chất lượng lại cực kỳ là rất là tốt, rất là ok. Do đó thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em một số chai nước hoa mà mình đã khám phá được. Ok. Ở vị trí số 10 đó là một chai nước hoa mình đã từng nhắc một hai lần trước, đó là Perry Ellis Ann. Đây là một chai nước hoa có cái nét tương đồng với Chanel Allure Homme, kết hợp giữa quế và vani tạo được một mùi hương rất là classic. Và điểm đặc biệt nhất đó là mặc dù chai nước hoa này rất là rẻ, trên fado.vn mình nhớ là mức giá của nó chỉ rơi vào tầm khoảng 500 đô về. Thế nhưng một ai khi mà đã xịt mùi hương chai nước hoa này thì đều mình chắc chắn là không thể đánh giá được thấp chai nước hoa này. Cái mùi hương này cực kỳ thích hợp với các anh em nào tầm 28 tuổi trở lên mà yêu thích một cái phong cách classic điềm đạm thì Perry Ellis Ann hoàn toàn các anh em chỉ cần giống như một lần nhậu thôi, rút ví ra và mua chai nước hoa này và các anh em sẽ nhận được rất là nhiều những cái giá trị mà nhân lên gấp rất là nhiều lần. Ok, ở vị trí số 10, Perry Ellis Ann. Ở vị trí số 9, đó là một sản phẩm của nhà Guerlain. Nếu như các anh em nào đang cần tìm một cái mùi hương có mùi citrus mà đây là mùi quả cam thật, và khi mà chúng ta xịt chúng ta cảm giác giống như đang trong một cái vườn khu vườn cam với hoa, với lá, với quả, thì Guerlain Nidori Bianca, đây là chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến cho các anh em. Thành phần của chai nước hoa này sử dụng hoa cam, lá cam, nói chung tất tần tật những cái gì liên quan đến cam. Và khi chúng ta xịt thì các anh có cảm giác mùi hương rất là dễ chịu, người cực kỳ là dễ chịu. Đây là cái mùi hương unisex dành cho cả nam và nữ, do đó anh em nào mà cần một cái mùi hương nhẹ nhàng dùng cho xuân hè thì Nidori Bianca của nhà Guerlain là cái giới thiệu mình muốn giới thiệu đến cho các anh em. Vị trí thứ 8 đó là một sản phẩm của nhà Halloween Man One Shot. Không có gì để nói về chai nước hoa này, diên vĩ và vani rất là tuyệt vời, nhẹ nhàng. Mình đã giới thiệu cho một vài anh em mua chai nước hoa này và đều nhận được những cái phản hồi rất là tốt. Do đó, ở vị trí số 8 mình muốn giới thiệu cho anh em Halloween Man One Shot. Ở vị trí số 7 đó là Vera Wang for Men. Đây là cái mùi hương lại có một cái thiên hướng classic và nó có một cái nét tương đồng với Dolce & Gabbana The One. Nếu như các anh em nào mà yêu thích cái mùi hương của The One nhưng mà với một ví tiền của mình ấy, thì thuộc dạng sinh viên mình không đủ khả năng để mua một cái mùi hương giống như The One thì Vera Wang for Men là cái sự lựa chọn thay thế dành cho mình muốn giới thiệu đến cho các anh em. Đây là cái chai nước hoa, nó thuộc vào dạng an toàn. Mùi hương thì nó không phải là mới, nó rất là không phải là xuất sắc, nó rất là ok nhưng không phải là xuất sắc. Thế nhưng đây là cái mùi hương an toàn, khi mà các anh em xịt thì các anh em không cần phải lăn tăn là mọi người sẽ phản ứng như nào, mọi người sẽ ngửi ra làm sao, và cũng khá là đa dụng. Do đó Vera Wang for Men là cái gợi ý đến cho các anh em nào mà có một cái ví tiền dạng thuộc dạng sinh viên. Ở vị trí số 6, chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến cho anh em đó là Azzaro Visit. Nếu như anh em nào đang cần tìm một cái mùi hương gỗ mix cùng với nhang nhưng nó ở dạng vừa đủ, nó không quá đồng, nó không quá gắt thì Azzaro Visit là cái sự lựa chọn mình muốn giới thiệu đến cho anh em. Cái perfumer chế tạo ra chai nước hoa này là có một trình độ cũng khá là khét lẹt bởi vì bà này đã từng làm cho Le Labo, cho Dior. Do đó, trong khi mà xịt cái mùi hương chai nước hoa này nó có một cái sự nhuần nhuyễn rất là ok, rất là tuyệt vời giữa gỗ, nhang và một chút vani nếu như mình nhớ không nhầm. Tóm lại đây là một cái mùi hương cực kỳ là xuất sắc mặc dù giá thành của nó rất là rẻ. Ở vị trí số 6, Azzaro Visit. Ở vị trí số 5 và số 4 là mình muốn giới thiệu đến anh em cặp đôi sản phẩm của nhà Banana Republic, một trong những cái phát hiện của mình trong năm vừa rồi, đó là Oud Moisas và Vintage Green. Đây là hai chai nước hoa mình đánh giá rất cao trong cái bộ icon của nhà nước hoa này. Nếu như chai Oud Moisas nó vẫn đi theo cái motif giữa trầm hồng, nhưng ở đây chai nước hoa này nó có một cái sự pha trộn, nếu như trong giới thiệu của chai nước hoa này nó có cái sự pha trộn giữa phương Đông và phương Tây, có nghĩa là có thêm một chút nghệ tây, nó có một chút trầm, nó có một chút hồng và chút nghệ tây.
tất cả nó mix một cái mùi hương rất là nhẹ nhàng, mặc dù là trầm nhưng nó rất là êm ái dịu dàng, chứ nó không theo cái phong cách quen thuộc một trong một loạt những chai nước hoa hiện nay đang theo cái trend hút và hồng. Do đó với một cái số tiền rất là rẻ thôi, chỉ tầm 1.1 triệu, anh em đã có thể sở hữu một cái mùi hương cực kỳ xuất sắc trong công việc mix giữa trầm hồng và thêm một chút nghệ tây, nó tạo nên một cái mùi hương rất là ok đó. Và Vintage Green, đây là cái chai nước hoa mà nếu như anh em nào ưa thích một cái mùi hương nhẹ nhàng, và thậm chí các bạn nữ nữa yêu thích một cái mùi hương nhẹ nhàng và khi mà xịt tạo nên một cái cảm giác giống như đang một trong một cái khu vườn có hoa, có lá, có cây, cỏ, có hạt sương ban mai, thì Vintage Green mình muốn giới thiệu cho anh em cực kỳ tuyệt vời. Đây là chai nước hoa mình đánh giá nếu như thực sự nếu một cái giá bán của nó mình nghĩ là phải rơi vào lên tầm khoảng 3 triệu thì sẽ xứng đáng với cái mùi hương của nó, thay vì một cái giá rất là rẻ chai nước hoa này. Mình chắc chắn anh em nào nếu ưa thích cái phong cách mùi hương nhẹ nhàng thì nên sở hữu Vintage Green, rất là ok. Ở Bizova đó là một sản phẩm của nhà Cerruti, nó có tên là Le Chien de Cerruti. Chai nước hoa này như thế nào? Chai nước hoa này không sexy, chai nước hoa này không gentleman, không quá nổi bật. Thế nhưng ở chai nước hoa này, nếu như các anh em nào đang cần tìm một mùi hương mà dạng như kiểu nhân tố X Factor thì Le Chien de Cerruti này là cái sự lựa chọn hàng đầu của các anh em. Nếu như các bạn đã có một cái phong cách nói chuyện thu hút, mặc một chiếc áo sơ mi sơ vin và các bạn cần một cái mùi hương nó không quá là nổi bật đó, nhưng nó cũng không quá là bị nhấn chìm xuống, và các bạn cần một cái mùi hương nó sẽ tạo nên một cái khi mọi người sẽ cảm giác luôn luôn cảm thấy thu hút một cái gì đó không thể giải thích được, nhưng chỉ biết là khi mà tiếp xúc với bạn thì mọi người luôn luôn có một cái xu hướng gì đó bị thu hút mà không biết là được cái đấy là cái gì. Thì Le Chien de Cerruti chính là cái mùi hương như thế, nó là sự kết hợp giữa da thuộc và nghệ tây, nhưng nó không mạnh mẽ, nó không ào ạt và nó nhẹ nhàng bám trên da và thu hút đó. Một cái mùi hương mang đặc trưng của đàn ông Ý đó. Thì như mình đã nói, nếu như các anh em nào cần một cái mùi hương nó theo một cái thiên hướng đó là nhân tố X, nhân tố bí ẩn, thì Le Chien de Cerruti mình muốn giới thiệu cho anh em. Và nhấn mạnh lại là phải là anh em nào yêu thích một cái phong cách chỉn chu đó, serin đó, áo vest. Chứ nếu như mọi người, nếu như các anh em, nếu như các bạn nào mà theo một cái phong cách thời trang như khác, một cái phong cách nói chuyện nó khác thì không nên mua chai nước hoa này. Còn nếu một dạng như kiểu như mình vừa nói với các mọi người thì Le Chien de Cerruti rất là ok. Ở vị trí số 2 đó là Roberto Cavalli Uomo. Đây là cái mùi hương mình thực sự đánh giá rất là cao, bởi vì nó sự kết hợp giữa mật ong, giữa đậu tonka và nghệ tây. Thế nhưng cái điểm xuất sắc ở mùi hương chai nước hoa này đó là cái sự blend mùi cực kỳ là tốt, khi hai cái tông mùi phấn và ngọt nó không bị đè lên nhau mà nó sẽ cùng nhau từ đầu cho tới cuối, và do đó nó tạo một cảm giác mùi ngọt nhưng không bị ngấy và không quá là rẻ tiền. Thực sự đây là một cái chai nước hoa nếu như anh em nào yêu thích một cái mùi hương ngọt ngào và sexy và dùng cho cái mùa lạnh này nữa, thì Roberto Cavalli Uomo là một cái gợi ý mình rất 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 muốn giới thiệu đến cho các anh em, và giá thành của nó thì lại là rất là sinh viên nữa. Ok, cuối cùng ở vị trí số 1, một chai nước hoa có nghĩa là mình nghĩ là không quá xa lạ đối với các anh em, Montblanc Explorer, một bản clone, tôi cho là gọi clone của Creed Aventus. Mùi hương này thì như năm vừa rồi mọi người cũng biết là nó được đạt giải cái gì của Fifi 2019, như đạt giải số 1 thì phải. Thì mùi hương của chai nước hoa này nó có một cái nét tương đồng với Creed Aventus. Trong một cái mức giá mà anh em nào có một cái mức giá sinh viên mà cần thích một cái mùi hương có cái thiên hướng giống với Creed Aventus thì Montblanc Explorer là cái sự lựa chọn rất là tốt đối với các anh em đa dụng. Mùi hương cũng khá là cuốn hút nếu như các bạn nào thích cái tông mùi giống với Creed Aventus và đa dụng nữa, thì Montblanc Explorer mình muốn giới thiệu cho các anh em. Thì vừa xong mình vừa nói về top 10 chai nước hoa giá rẻ nhưng chất lượng rất là cao.
Hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.